Ê ơi, 6 giờ anh có thấy cái túi đen đen nào dưới đấy em? Ai? Gì cơ? Túi đen đen á? Không 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 không. Từ sáng giờ anh cầm cái Xiaomi mà bị Ultra này, anh chả thấy cái túi đen đen nào cả. Nhá. Vâng, em cảm ơn nhá. Quá là lạ nhỉ. À khoan khoan khoan, là anh bảo. Chú cầm lại. Cầm về mà xem video anh review về con Xiaomi và bún cha nhá. Cầm lại. Sẽ em biết đâu tìm thấy cái túi đẹp đẹp đấy. Nhiều nhá. Nhiều đấy. Ấy, đúng là túi đen đen. Chào mừng anh em quay trở lại với Dạ Motec. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái túi đen đen ở đây. Đấy, cái túi đen đen này không phải túi đen đen của thằng vừa nãy đâu nhá. Và đây là một cái túi đồ mà mình đã nhận được của một cô em gửi đến cho mình review. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá là xem trong túi đồ này nó có những cái món đồ gì nhá. Rất là to, rất là nhiều đây. Đó, chúng ta sẽ lần lượt xem này. Đấy, bên trong cái túi đen lại có một cái túi trắng này. Mình sẽ lấy từng món đồ ra nhá. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái set stabilizer. Wow, và đây là một cái set stab PCB mount anh em nhé. Một món này, tiếp tục. Đây ta sẽ thấy là một cái túi nữa. Trong cái túi này sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng này, FNK V8 Plus. Và ở đây bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái bản mạch PCB. Một cái bản mạch màu vàng và được flex cut, nhìn khá là đẹp. Ok, lát nữa chúng ta sẽ xem chi tiết. Cứ đút ở đây đã. Và tiếp theo món đồ thứ 3 mà mình có ở đây sẽ là một cái set keycap đến từ ACO. Và đây là set ACO OSR Profile PBT Double Shot. Và cái set này là set màu này thì tên là gì ta? Sao đây nó không ghi tên nhỉ? À đây đây đây, Palace anh em ạ. Tên của set này là Palace nhá. Cái màu của nó kiểu hơi vàng vàng, ngà vàng như thế này, kiểu vàng vintage. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ có đây một cái hộp rất là to và nặng, nặng vãi đái luôn anh em ạ. Wow, hộp khá là sang trọng và đẹp. Chúng ta sẽ có một cái hộp của con V81 Plus Final Key. Ok, rất là nhiều. Và nếu mà anh em nào quan tâm đến những cái món đồ này thì có thể eBay cái link Facebook mình gắn ở bên dưới. Đấy là link Facebook của cô em gửi mình cái đống đồ này để review. Và các bạn có thể eBay để ngã giá các kiểu, trao đổi mua bán với bạn ấy. Mình chỉ nhận nhiệm vụ review và giới thiệu thôi nhé. Còn mua bán thế nào thì phụ thuộc vào anh em. Ok, và giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng món đồ anh em nhé. Đấy, cái set stabilizer này lúc nãy mình đã unbox rồi, mở ra rồi cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 thanh stab ngắn ở đây. Và một thanh stab dài cho cái thanh space. Đấy. Và đây là những con stab chưa hề mod, chưa hề lúp gì anh em nhé. Và nếu anh em mà mua về thì có thể tự mod, tự lúp. Cái thanh wire này theo mình nhận xét và cầm trên tay thì nó khá là cứng và chất lượng anh em ạ. Nếu mà anh em test cái thanh wire này nó đã thẳng rồi thì quá là ngon luôn. Còn nếu không thì anh em nắn lại thanh này khi mà anh em đã mod xong rồi ấy, thì dùng bét tè lè nhà luôn. Không phải nghĩ. Rất là chất lượng. Ok, và giờ chúng ta sẽ xem chi tiết cái bản mạch PCB này nhá. Đó. Thì theo như mình thấy ở đây, đó là một cái bản mạch PCB hot swap 5 pin và là mạch xuôi anh em nhá. Not facing. Cơ mà cái bản mạch PCB này thì nó không có LED anh em ạ. Nó chỉ có một cái bóng LED duy nhất mình thấy đây là cái bóng LED ở cái nút cap lock này để báo tín hiệu cap lock. Cái chất của bản mạch này thì mình thấy nó làm rất là tốt, rất là cứng cáp. Đấy. Rất là cứng và sạch sẽ, đẹp. Màu sắc các kiểu flex cut cũng đẹp luôn, rất là sắc nét. Và quay trở sang cái mạch bên dưới này thì chúng ta sẽ thấy là cái mạch PCB này sử dụng socket của Kale. Socket của Kale này thì cũng được Razer tin dùng này. Nên là cái mạch này không có gì để chê cả, ngoài việc là nó không có LED ra. Nó có những cái nút để đóng stab hỗ trợ PCB mount này. Còn vi điều khiển thì nó sử dụng con vi điều khiển của Miller. Đó. Nói chung là đối với anh em nào không quan tâm đến LED lủng thì đây là một cái bản mạch PCB rất là ngon. Và cái bản mạch PCB này là bản mạch PCB của bàn phím 81 phím nhá. Ok, giờ chúng ta sẽ sang đến món đồ thứ 3. Mình sẽ khui cái hộp keycap này luôn anh em nhá. Chúng ta sẽ có một cái hộp chữ nhật khá là dài và đóng rất là cẩn thận, rất là đẹp đến từ ACO. Và cái profile OSA chắc là anh em cũng biết rồi. Mình thấy là nó khá là tương đồng với cái profile ISA của ACO ấy.
Mình sẽ để một cái ảnh đây để anh em so sánh chi tiết hai cái profile này. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp nhá. Chắc thế nhỉ. Đấy, rút ra này. Đóng kiếm chắc hơn cả chiến chiêu. Mở cái hộp đen đen này ra. Bên trên thì chúng ta sẽ thấy là nó được phủ lên mấy cái miếng xốp như thế này. Cực kỳ là cẩn thận luôn. Mình nghĩ có lẽ là ba cái miếng xốp này để ngăn cách giữa ba cái tầng layout như thế này anh ạ. Đấy, để kiểu như này. Thì đây là chắc là cu em nó kiểu gỡ ra rồi, nó cứ để thế cho nó gọn cho nó nhanh. Và đây thì mình thấy là đã lấy phím ra để mouse lên bàn phím rồi. Lát nữa chúng ta sẽ xem bàn phím sẽ là mouse như thế nào nhé. Chúng ta sẽ thấy đây là một cái tầng có layout chính này. Và đây là cái tầng thứ hai. Cái tầng thứ hai này thì nó gồm có các cái phím ở phía bên phải của layout. Và đây chúng ta có thể thấy có rất nhiều những thanh space có những cái kích thước khác nhau. Và cả những cái phím kiểu novelty nữa. Novelty khá đẹp. In sắc nét, PBT double shot nhưng mà cực kỳ là sắc nét và đẹp. Những cái họa tiết novelty trên những cái phím như này, nó là một cái gì đấy rất là đặc trưng. Và nó là một cái gọi là strong point của Aco ấy. Lát nữa khi mà đến cái con bàn phím thì mình sẽ review chi tiết cái chất lượng keycap cho anh em xem nhé. Và cái tầng cuối cùng này sẽ vẫn là một cái tầng gồm các cái phím novelty và những cái phím cho layout dị, cùng với thêm cả thanh space rất là dài đây. Đấy. Nhiều cái phím novelty rất đẹp nhá. Nhìn khá là lạ mắt. Đó, nếu mà anh em nào có nhu cầu mua lại cái set keycap này, hay là đặc biệt là toàn bộ cả cái bộ này, thì anh em cứ liên hệ với cô em mình để link Facebook của em nó ở phía bên dưới nhá. Tất cả mọi thứ đều còn full box anh em nhá. Ok, và giờ sẽ là đến món đồ cuối cùng, món đồ to nhất và cũng chắc chắn là món đồ xịn nhất ở đây. Cầm nó mà kiểu nặng đã tay anh em ạ. Tập tạ được luôn. Và đây chúng ta sẽ thấy là một cái hình mặt cắt ngang của con phím này nhìn từ trái qua phải. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy thêm một số những cái chi tiết rất là nổi bật ở đây, như là layout 75% này, một cái bàn phím full nhôm custom mechanical keyboard. Và đây là một cái kit mà bạn ấy đã mua từ một cái shop là sói ghia anh em ạ. Đó, một lần nữa các bạn nhìn lại mặt sau nhá, FNK. Và đây chúng ta sẽ có cái tem cùng với mấy cái kiểu mạng xã hội này. Hết, mở luôn anh em nhá, cho nó nóng. Wow, cái nắp cũng khá là nặng. Phía trên nó có một cái miếng xốp rất là dày ở đây các bạn ạ. Đấy, anh em thấy này. Đây là một cái kiểu đóng hộp mình thấy cũng khá là lạ, khá là dị. Lần đầu tiên thấy cái kiểu đóng hộp như này, nó được dính vào đây luôn đấy. À đây, chúng ta sẽ có một cái túi để đựng một số những cái chi tiết kiểu như là ốc và những cái chi tiết này để mót phím đây. Các bạn quan sát kỹ nhé, nó sẽ có một cái hộp giấy bên ngoài này, một cái hộp xốp ở bên trong này. Và cái bàn phím sẽ được bao bọc kín ở trong cái hộp xốp này. Đấy, và mình sẽ lấy cái bàn phím ra nhé. Đây, các bạn sẽ thấy cái hộp xốp bên trong này, nó bọc rất là kỹ, rất là cẩn thận. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, một con V81 Plus đến từ FNK hay là Final Key đấy. Đấy, anh em nhíu qua bộ gió của em nó đi, xem thấy thích không, đã không. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào đánh giá chi tiết con bàn phím V81 Plus này anh em nhá. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá về thiết kế của con V81 Plus này đi. Về ngoại hình của em nó, các bạn xem này. Tổng thể các mặt nha. Thì phải nói đầu tiên là con V81 Plus này là một con phím được thiết kế CNC full nhôm. Cùng với đó thì phía bề mặt ngoài của em nó thì được hoàn thiện và gia công bởi công nghệ sơn tĩnh điện anode. Nó khá là giống với các cái công nghệ hoàn thiện bề mặt của những con mod 001, mod 005 nhà Aco đấy. Đấy, các cái loại mod 00X nhà Aco ấy. Thì anh em có thể thấy với cái công nghệ sơn tĩnh điện như thế thì cái bề mặt của nó được hoàn thiện rất là tốt như thế này. Cực kỳ đẹp luôn, bề mặt được hoàn thiện rất là đẹp. Và tất nhiên cái dòng V81 này nhá, chỉ có cái bản màu xanh này và bản màu đỏ, nó là sơn tĩnh điện anode thôi. Còn lại là sơn spray anh em nhá. Ok, đánh giá về tổng thể ngoại hình chung của con V81 Plus này, cũng như là cái cảm quan nó mang lại cho mình, thì mình cảm giác rằng con V81 Plus này nó có một cái thiết kế khá là góc cạnh, nam tính và rất là tinh xảo. Nó khá là cá tính, có những cái điểm nhấn rất là đẹp luôn. Trong khi đó so với con Reni 75 này thì anh em có thể thấy Reni 75 có một cái thiết kế nó tối giản, đơn giản, nó thanh thoát và nhẹ nhàng hơn. Một con thì ngầu hơn, một con thì nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn.
Còn thì con nào đẹp hơn nó sẽ phụ thuộc vào cái gu thẩm mỹ của anh em. Nhưng mà để theo cái góc nhìn nhận và cảm nhận của mình nhá, thì cái con V81 Plus này nó có cái thiết kế kiểu ngầu hơn, đẹp hơn và nó có nhiều điểm nhấn hơn. Đó. Cơ mà về trọng lượng thì mình thấy con V81 Plus này nhẹ hơn một chút so với con Reni 75 hay sao ấy. Đúng rồi, nhẹ hơn một chút anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái mặt thiết kế nhé. Ở phía mặt trước này thì chúng ta sẽ thấy em nó được thiết kế theo cái layout 75% và có 81 phím. Và cái layout của em nó thì được gói gọn trong một cái khung hình chữ nhật như này, rất là cân đối và đẹp. Đó, ở phía góc trên này chúng ta không có núm mà có một cái màn hình LED như thế này. Và ở phía góc này, cái chỗ mà cách biệt giữa nút pedal và phím mũi tên như thế này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái chi tiết bằng kim loại và rất là bóng, có thể soi gương được luôn. Ồ, nó có nam châm anh em ạ, nam châm hút này. Ồ, xịn nhỉ. Tháo nó ra luôn nhá, tháo rời ra luôn. Và chúng ta khi mà tháo rời thì thấy nó sẽ có một cái lỗ ở đây. Và khả năng cao đây là cái lỗ để chứa một cái receiver, một cái kiểu như đầu cắm của cái USB 2.4G ấy. Mình thử lắp một cái USB 2.4G vào xem nó thế nào nhá. Ồ, nó tự động đẩy ra anh em ạ. Đấy. Và khi mình đè cái này lên thì sao? Ngon, đẹp luôn. Như vậy là cái này nó sẽ giấu receiver ở bên dưới. Nhưng mà không hiểu sao hình như bạn này quên lắp cái receiver ở đây thì phải anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em nào mua cái set này thì hỏi lại bạn ấy xem là cái receiver đâu nhá. Một thiết kế phải nói là đẹp, độc dị và không giống ai luôn. Còn cái bàn phím này chắc là bật lên thì chúng ta sẽ thấy. Đó, nó sẽ hiện logo FNK ở đây. Và mình chưa biết là sẽ set up cái này như thế nào. Và đây nó sẽ hiện mode kết nối là 2.4G này. Đó, thấy chưa? Dung lượng pin các kiểu, giờ, giấc, hiển thị rất là đầy đủ ở đây. Và có vẻ như là nếu trong một cái thời gian ngắn anh em không động đến cái phím thì nó sẽ tự off cái màn hình này đi để tiết kiệm pin. Cái màn hình này mình đánh giá cao cái thiết kế của màn hình này. Nó không phải là kiểu làm cho có, làm cho nó theo trend, nó bắt trend kiểu bàn phím có màn hình ấy. Mà nó làm rất là chất lượng, rất là đẹp, độ hoàn thiện cao, rất là trong và đẹp, anh em thấy đây. Ok, tiếp tục ở cái phía mặt trước này thì chúng ta sẽ thấy là ở phía mép trên và mép dưới của nó sẽ được cắt hai cái đường CNC để lộ ra hai cái chi tiết như thế này. Nhìn nó khá là kiểu cá tính. Đó. Và khi mà mình vuốt qua này, nó rất là mịn, không hề cấn, không hề sắc cạnh một chút nào luôn. Những cái kiểu góc cạnh này nó được gia công rất là tỉ mỉ và xịn luôn. Nên là cái độ hoàn thiện của cái con phím này phải nói là rất là cao, không chê vào đâu được anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các cái mặt bên cạnh này nhá. Ok, ở cái mặt bên cạnh này thì chúng ta sẽ thấy nó được CNC một cái hốc vào đây. Một cái chi tiết phải nói cũng rất là sắc nét và đẹp. Nhìn nó khá là góc cạnh và cá tính ấy. Đấy, các cái đường CNC của nó này rất là uyển chuyển và đẹp, rất là mượt luôn. Và với cái hốc như thế này thì chúng ta có thể bám vào để di chuyển cái bàn phím này rất là dễ dàng. Đây là một cái thiết kế khá là hay anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy một cái đường viền ghép nối giữa hai cái chi tiết top frame và cái bottom case như thế này. Đó, thì chúng ta có thể thấy là cái chi tiết ghép nối này nhìn nó khá là khít. Nhưng mà khi mà các bạn vuốt này, vuốt vào cái đường này nhá, nó sẽ có một chút gì đấy gợn gợn ở cái đầu ngón tay. Cùng với việc là khi mà mình vuốt dọc như thế này này, đấy, nó sẽ có kiểu khật khật khật, kiểu nó có cản trở khi mà mình lướt qua cái mép ghép nối này ấy. Điều này chứng tỏ là cái chi tiết ghép nối này nhá, mặc dù nó được làm rất là khít, nhưng mà nó lại không có một cái chất lượng kiểu đồng đều ấy. Kiểu nó có một cái sự chênh, sự bavier nhất định giữa cái bottom case và cái top frame này. Đó. Ở cái chi tiết bên này thì mình thấy nó hơi hở, nó không được khít như là ở những cạnh này nhá. Đấy, cái cạnh dưới này cực kỳ khít luôn, khít khỉn khịt luôn. Nhưng mà nó vẫn cấn. Cái việc em nó bị cấn như này nhá, mình không rõ là nó đến từ chất lượng hoàn thiện của V81 Plus hay là do bạn chủ của cái con phím này đã tháo ra rồi và lắp lại nó chưa được ngon cho lắm. Đó, thì lát nữa sau khi mình tháo ra mình sẽ xem là có thể chỉnh lại được không. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái mặt phía trên này của em nó thì chúng ta sẽ có một cái chi tiết ở đây, một cái nút chuyển giữa 3 mode và một cái cổng USB Type-C để cắm cái dây kết nối. Ok, chuyển sang mặt sau thì chúng ta sẽ thấy là một cái mặt sau cũng được hoàn thiện rất là tốt và nhìn cũng rất là ngầu luôn, rất là cá tính, đẹp. Con này thì mình thấy là nó được hoàn thiện và thiết kế rất là đẹp nhé. Nó có cá tính, nó có những cái điểm rất là nổi bật và rất là riêng của nó. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ thấy là nó có 6 con ốc ở 6 cái góc cạnh như thế này. Đó, anh em muốn tháo cái phím này ra thì tháo 6 con ốc này ra. Và đây là 6 con ốc lục giác anh em nhé. Ở đây thì mình thấy là nó có hình như là 4 cái chân phít cao su, nhưng mà ở đây thì mình thấy hình như là bay 2 cái phít ở đầu này rồi đó. Các bạn liên hệ lại với bạn ấy xem là có cái chân phít này không. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy một số những cái vạch trang trí ở đây. Và một cái miếng inox được in cái logo của FNK, rất là đẹp, rất là sáng.
đó. Còn về tình trạng cụ thể của cái vỏ kit này thì anh em có thể xem rõ này. Anh em quan sát nhá. Mình thấy là tình trạng nó vẫn khá là mới đấy. Chưa thấy có một cái chi tiết nào mà nó kiểu xước sát đáng kể cả. Những cái điểm gì mà lấn cấn thì mình đã nói rồi. Và giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, review chi tiết chất lượng của cái set keycap Arco OSA Profile Palace này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết cái set keycap OSA Profile Palace với cái chất liệu là PPT Double Shot này đến từ Arco anh em nhé. Về chất liệu là PPT Double Shot khá là ngon rồi. Chất liệu PPT mà độ dày nó tương đối một chút sẽ cho cái tiếng gõ nó khá là giòn. Kế đến là phần ngoại hình của set keycap này đi, thì chúng ta sẽ có màu ở đây là màu vàng và màu xanh blue. Màu vàng này thì nó kiểu vàng lợt lợt một chút, vàng kiểu vintage ấy. Và khi mà chúng ta quan sát một cái set keycap tổng thể như thế này thì có thể thấy đây là một cái set keycap có ngoại hình thiết kế rất là đẹp nhá. Chất lượng đúc double shot rất là đẹp, rất là nét, nét căng luôn. Phông chữ các kiểu nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là pro và sắc nét. Tất cả những cái góc cạnh đều rất là mềm mại, mịn và đẹp. Và khi mà chúng ta nhìn cái set keycap này đó, anh em nhìn theo hàng, theo lũ nhá, thì thấy là nó cũng khá là đều. Nếu mà anh em nào quen gõ cái set ISA rồi thì chuyển sang gõ cái set như kiểu OSA như này cũng rất là dễ dàng và quen thuộc thôi. Và giờ sẽ đi vào chất lượng của từng con nó sẽ như thế nào. Thì bề mặt vẫn là cái cách hoàn thiện rất là truyền thống đến từ nhà Arco, đó là nhám mịn. Những cái con keycap này của Arco có độ dày đâu đó trung bình khoảng 1,5mm anh em nhé. Và phía bên trong này chúng ta có thể thấy là những chân stem được hoàn thiện cũng rất là tốt và nó đều có đầy đủ 4 cạnh trợ lực luôn. Tuy nhiên thì không biết là do hoàn thiện của dây chuyền sản xuất hay là đây là chủ đích thiết kế thì mình cũng không rõ cho lắm. Nhưng mà cái kiểu sơn double shot này, đấy, sơn màu xanh với màu vàng nó lấm lem lên nhau như thế này. Cái sơn đỏ và sơn vàng cũng thế luôn. Những cái keycap như thế này, đấy, những cái con keycap này thì lại rất là đẹp và sắc nét nhá. Nên là ở cái mặt hoàn thiện phía bên trong này cũng như là đúc double shot của Arco cái set này, mình thấy là nó không được đồng đều cho lắm. Để mình check thêm cả phím Novelty này nữa xem thế nào. Ồ, cái phím này thì cũng rất là ngon nhá. Như vậy là tùy vào từng phím thôi các bạn ạ. Có phím thì rất là ngon, có phím thì độ hoàn thiện nó sẽ hơi thiếu sự chỉnh chu một chút. Và cái phím Space này, cái phím Space này thì mình thấy nó hơi kênh một chút nhá. Và nó sẽ không phải là double shot anh em ạ, nó là một lớp luôn thôi. Độ dày thì cái cạnh này sẽ dày hơn cái cạnh bên này một chút. Nên là mình thấy cái sự hoàn thiện của Arco thực sự là nó không đồng đều. Một số những phím ngon, một số những phím thì hơi thiếu sự chỉnh chu. Nếu mà so với chính cái set SA Profile mình mua và lắp trên con Rainy này, thì mình thấy cái set SA này nó độ hoàn thiện nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với set của Arco này nhá. Tất nhiên là với cái chất liệu là ABS Double Shot thì cái set này, cái set SA Profile này nó sẽ dễ dàng hoàn thiện hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục với Squid nhé anh em. Wow, con Squid này khá là nổ đấy. Và cái âm của nó này, cái âm này thì nó thốc này. Hơi thốc. Nó hơi thốc kỳ. Nhưng mà cái âm này lại kiểu creamy. Mình không biết là tại sao nhưng mà nó chưa được đồng đều cho lắm. Và anh em nhìn thấy cái con Squid này, đã đoán được ra nó là con Squid gì chưa? Đây chính là con Arco Piano anh em nhé. Anh em nghe âm chay của nó này. Khá là nổ đấy. Không pin lò xo, không pin lá đồng. Rất mượt, rất ngon. Kể từ cái phiên bản CS Switch của Arco thì có vẻ Arco sản xuất Switch khá là tín anh em ạ. Chất lượng mình đánh giá khá là ngon trong cái mặt bằng tầm giá chung nhé. Đi vào chi tiết của con Switch này thì chúng ta sẽ thấy nó là một con Switch 5 pin và có cái lực nhấn operating force vào khoảng tầm 48g, lực bottom out của nó là vào khoảng 53g và size số đều là 5 anh em nhé. Cộng với đó thì nó có một cái total travel hơi ngắn một chút, khoảng 3,5mm, một cái total travel kiểu các con Switch hiện đại bây giờ của lướt. Tiếp theo nữa là nó có một cái bottom housing màu đen, cái top housing màu trắng và cái thanh stem cũng màu đen luôn và nó không có nhựa tản led anh em nhé. Cũng như là cái housing của nó không trong nên là con này tản led sẽ hơi kém một chút. Nếu mà anh em nào chưa hệ đèn ngủ thì con này nó sẽ không phù hợp cho lắm. Nhưng mà anh em kiểu thiên về gõ thì con này rất là ok đấy. Âm của nó được, mượt
và nó được factory lube bởi Aco. Và cái dầu lube mà Aco dùng thì nó là pre-stock luôn, rất là ngon. Nên là chất lượng factory lube của cái con Switch này thì anh em cứ yên tâm, không phải đắn đo gì cả. Nó ngon hơn khá là nhiều so với cái factory lube trên cái con Z-Wick này của mình nhé. Tiếp theo để cụ thể hơn thì mình sẽ mở con Switch này ra để anh em nhìn bên trong nó xem nó được lube như thế này. Đó, anh em quan sát này, sẽ thấy thanh stem này nó được lube dầu cả ba mặt luôn, rất là kỹ. Và cái chân của con stem này nó cũng kiểu được lube bóng lộ, còn dư cả cái dầu lube pre-stock ở đây. Cái này chắc chắn là pre-stock rồi. Cái lò xo này, đấy, anh em cũng thấy nó rất là bóng luôn, được lube dầu lube các kiểu, còn đã điều luôn. Nên chứng tỏ là factory lube nhưng mà khá là kỹ đấy. Nếu mà anh em nào lube ẩu không ăn được factory lube này đâu, đừng có đùa. Đó cũng là lý do tại sao mình thấy cái con piano này của Aco nó mượt hơn khá so với cái con Z-Wick No Squeak này. Họ factory lube kỹ hơn mà. Dầu lube xịn cộng với lube kỹ thì cái factory lube nó vẫn ngon hơn. Ok, vào giờ sẽ là phần rất là hấp dẫn đây. Chúng ta sẽ tháo tung em nó ra và khám phá nội thất bên trong. Đồng thời thì mình nếu mà thấy cái gì có thể fix được thì mình sẽ fix nhá. Let's go. Và giới thiệu với anh em, đây là bộ tuner vít mình dùng nhé. Thì cách đây khá là lâu rồi, mình đã mua con này khoảng 2 năm rồi. Chắc là nó cũng không còn trên Shopee nữa đâu. Và mình cũng để link một cái bộ nó khá là giống với bộ này ở phía dưới phần mô tả nhé. Anh em nào mà quan tâm thì có thể tham khảo. Còn đối với con kit này thì chúng ta sẽ dùng một cái đầu vít với cái kiểu lục giác như thế này. Đó, mình sẽ dùng để tháo ra nhé. Cái mẹo để anh em tháo khi mà anh em thấy cái ốc nó nằm ở dưới sâu quá, đấy, anh em cứ cắm con vít vào này, sau đó cắm lên, xoáy. Ok, đây là cái top frame của em nó anh em nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là một cái mặt kính để bảo vệ cái màn hình này. Và phía bên dưới này anh em sẽ thấy nó có một loạt những cái kiểu đệm mút như thế này. Cái đệm này nó rất là mềm và êm để nó tạo ra cái độ flex cho cái con này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là cái con plate này được bắt vào cái mạch PCB bởi 4 cái vít nữa. Ok, và đây là cái plate này. Một cái plate bằng chất liệu PC Polycarbonate rất là mềm. Và nó cũng được flex cut đến từng cái con switch một như thế này. Rất là mềm nhá, tha hồ mà nhún nhảy luôn. Tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có một cái foam nằm ở giữa plate và mạch PCB. Đây là cái foam poron anh em nhá. Và đây là cái bản mạch PCB của chúng ta. Nhưng mà phía trên này mình thấy là nó được lót thêm một cái tấm foam PE nữa. Ok, sau khi mình tháo cái bản mạch PCB này ra thì mình thấy khá là bất ngờ. Ở phía bên dưới đáy này, ông ấy lắp một đống những cái miếng giấy ăn ở đây. Chắc là để cho nó đỡ rỗng đây thì mình sẽ bỏ nó đi nhá. Thực ra với một đống cái foam như này thì rỗng tí cũng đâu có sao đâu. Nhất là đối với những con bàn phím kiểu full nhôm như thế này thì đôi khi rỗng tí nó lại có một chút tiếng kim loại vào, nghe nó lại phê phê đấy, có sự đặc trưng riêng. Nhiều khi từ xưa đến giờ anh em có thể thấy đấy, những cái dụng cụ để làm nhạc cụ các kiểu ấy, nó đều liên quan đến kim loại mà. Âm thanh của kim loại là những âm thanh khá là trong và hay. Đi vào chi tiết cái bản mạch PCB này thì chúng ta sẽ thấy là cái phía trên này được lắp mấy con stab kiểu PCB mount ở đây. Mình cũng không tiện tháo ra nên là mình cứ để đây, vì mình cũng không mót gì cái chỗ này cả, chỉ tháo ra cho anh em xem thôi. Tiếp tục phía bên dưới đáy này thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng có một cái foam poron nữa nằm ở giữa cái phần bản mạch PCB này và cái phần đáy này. Cái foam poron này thứ nhất nó có tác dụng là để cách tích điện giữa những cái con hot swap này, cái bản mạch PCB này với cái lớp kim loại như thế này. Và thứ hai nữa là cái form này nó rất là mềm. Những cái form nó mềm và nó xốp ấy, những form càng mềm càng xốp ấy, khi mà nó đi với PCB thì cái âm thanh nó tạo ra nó sẽ là càng top. Còn những cái form nào nó cứng hơn, nó đặc hơn thì âm thanh nó sẽ nghiêng về quacky hơn. Và nếu mà anh em thực sự muốn talky thì anh em nên tape mode. Ok, ở đây mình sẽ bóc một chút cái foam poron này ra để anh em xem cái chi tiết bản mạch PCB này. Và cũng rất là giống với cái bản mạch PCB lúc nãy mà mình cho các bạn xem. Thì đây là một cái bản mạch PCB sử dụng socket của Kale. Và nó cũng được flex cut đến từng con hot swap như này luôn. Rồi, và giờ mình xem làm gì tiếp với cái đống này đây. Một là lắp vào luôn, hai là sẽ thêm cho nó một cái form luôn nhỉ. Cái form đáy này thì nó rất là mỏng anh em ạ. May quá, lục lại cái đống đồ mod ngày xưa thì vẫn thấy còn khá là nhiều những cái form EVA như thế này. Ok, ngon rồi, vừa zin luôn anh em ạ. Khít 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 luôn. Giờ mình sẽ lắp lại mạch PCB thôi. Ở đây mình sẽ căn thật chuẩn để cho nó xem là nó có bị lệch giữa top frame và cái bottom cây nữa không.
Ok, đan rồi anh em. Nó không hết được nhưng mà đỡ hơn một chút rồi anh em ạ. Ồ, đây này, cạnh này rất là mượt rồi này. Giờ chúng ta sẽ lắp lại switch cũng như là keycap và sound test anh em nhé. Xong từ đây nhé, chúng ta sẽ sound test một chút nhé. Chúng ta sẽ so sánh một chút so với chất âm của con Rainy 75 nhé. Đúng là sự khác biệt ở đây đến từ rất nhiều cái con Switch mà con V81 Plus này nó đang dùng. Đó chính là con Aco Piano. Cái con này nó thực sự âm của nó mượt, thực sự luôn anh em ạ. Cái chất âm trên con Rainy này ấm nhé. Nó ấm hơn một chút nhé, nhưng mà nó sẽ có nhiều tạp âm hơn so với cái con V81 Plus này. Chất lượng loop nó sẽ quyết định đến cái việc đó anh em ạ. Ok, và bây giờ nó thành creamy luôn rồi anh em ạ. Chỉ có một số phím nó sẽ hơi thốc một chút. Đây. Ok, giờ sẽ là sound test một bài luôn nhé. Ok, anh em nghĩ sao về con hàng V81 Plus này cùng với cái combo là Aco Piano và Aco OSA Profile Palace? Và nếu mà anh em quan tâm đến bất cứ thành phần nào trong cái combo này thì hãy liên hệ với cái địa chỉ bên dưới, địa chỉ Facebook phía bên dưới các bạn IB nhé. Mình đính kèm phía bên dưới. Đó là địa chỉ của cậu em đang sở hữu cái con bàn phím này và mình chỉ là thằng review thôi. Và các bạn đừng quên ủng hộ Dạ Motec bằng việc để lại cho video này một like và một subscribe nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video lần sau.